Bên cạnh đó, Nghị định 117 còn quy định xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi không thực hiện yêu cầu kiểm tra và xử lý y tế đối với phương tiện vận tải trước khi ra khỏi vùng có dịch trong tình trạng khẩn cấp về dịch, không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch, đưa người, phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch. Biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại điểm bầu cử. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước. Đặc biệt, ở một số nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta, dịch bệnh đang bùng phát mạnh. Ở Việt Nam, một số tỉnh, thành phố đã có các ca nhiễm tại cộng đồng,